Trend điệu nhảy Flower của Jisoo Blackpink được hưởng ứng nồng nhiệt khắp các nền tảng. Ngày 31 tháng 3, Jisoo Blackpink đã cho ra mắt MV Flower và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người hâm mộ cũng như cộng đồng mạng. Tiếp nối chuỗi solo thành công rực rỡ của ba cô em Blackpink, chị cả Jisoo kết màn trọn vẹn với album Me và ca khúc chủ đề Flower đầy ấn tượng. Là thành viên cuối của Blackpink quảng bá cá nhân, Jisoo khiến dân tình tò mò từ những bức ảnh hé lộ đầu tiên. Ngày sản phẩm được chính thức trình làng, chị cả nhóm nhạc nữ toàn cầu tạo nên cơn sốt mạng xã hội, liên tục leo top nhạc số và thu về gần 85 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày ra mắt. Nhưng thành tích đáng mơ ước nhất chính là doanh thu album mà nữ idol mang về. Trên mạng xã hội TikTok, ca khúc Flower đã trở nên viral với những điệu nhảy cực lôi cuốn và hút mắt đến từ giới trẻ. Hiện trang nhảy với giai điệu ca khúc Flower đang nằm trong top thịnh hành TikTok với hàng ngàn video và hàng triệu lượt xem. Nào bây giờ hãy cùng ống kính trending xem lại những video đua trend cực cuốn của các bạn trẻ nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.